lý do tại sao càng ngày càng nhiều chủ shop lại chọn dịch vụ thanh toán hộ để nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Nếu bạn đang muốn mở rộng kinh doanh hoặc đơn giản là muốn mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc, hãy ở lại và cùng khám phá tại video này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về những vấn đề phổ biến mà hiện nay các chủ shop thường gặp phải khi mua hàng từ Trung Quốc. Đầu tiên, đó là vấn đề ngôn ngữ. Không phải ai cũng thành thạo tiếng Trung và điều này có thể gây khó khăn khi liên hệ với nhà cung cấp hoặc đọc thông tin sản phẩm. Nhưng với hệ thống AI và Google dịch hiện nay thì bạn hoàn toàn không còn lo lắng về việc giao tiếp với người Trung Quốc nữa. Nếu khi các bạn cần dịch thông tin về sản phẩm, có hai cách. Một là bạn có thể click chuột phải và chọn dịch khi nếu bạn đang ở trong giao diện trình duyệt Chrome, hoặc nếu bạn đang dùng điện thoại thì bạn có thể dùng công cụ dịch Google Dịch Translate ở trên app điện thoại của bạn, thì bạn có thể dịch ngay lập tức sang tiếng Việt trên nền của ảnh. Hoặc là AI thì bạn có thể hoàn toàn copy rồi paste một cách rất đơn giản khi mà muốn nói chuyện giao tiếp với họ hay là rep lại những tin nhắn từ nhà cung cấp. Tiếp theo, vấn đề gì mà chúng ta lo ngại nhỉ? Đó chính là vấn đề thanh toán. Hầu hết các nhà cung cấp ở Trung Quốc thì không chấp nhận các hình thức thanh toán quốc tế như là PayPal hoặc là thẻ tín dụng quốc tế. Điều này khiến cho việc thanh toán trở nên vô cùng phức tạp và tốn thời gian. Nếu bạn dùng Taobao thì có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit, giống như cái clip mà Ngọc đã hướng dẫn ở trước kia. Chúng ta có thể xem cách thanh toán Taobao bằng Alipay ở trong kênh của Hoàng Ngọc nhá. Hãy đăng ký để nhận thật nhiều những thông tin mới nhất từ kênh của Hoàng Ngọc về nhập hàng hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan đến Trung Quốc. Còn nếu mà sợ tâm tám, bạn đang muốn kinh doanh, bạn muốn mua buôn thì sao? Không thể thanh toán bằng Visa hay Debit nữa. Thì vấn đề chúng ta hay gặp phải đó là làm thế nào để thanh toán đơn giản. Điều này được giải quyết bằng việc thanh toán hộ hoặc sử dụng dịch vụ order. Trung gian có các công ty order giống như Hoa Nam Logistics. Thì nếu mà sử dụng dịch vụ order thì sẽ mất phí dịch vụ từ 0,5 đến 5% tùy giá trị đơn hàng và khả năng đàm phán của bạn nữa. Nếu thanh toán hộ thì sao? Thanh toán hộ thì bạn, rất nhiều video trước đây ở trên kênh của Hoàng Ngọc đã nói về cách để thanh toán hộ, từng bước để hướng dẫn để bạn có thể thanh toán hộ. Hãy theo dõi, xem lại những video trước đây nhá. Cuối cùng, vấn đề mà bạn cần lo lắng, luôn lo lắng đó chính là vận chuyển. Việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn như là thời gian giao hàng nội địa lâu này, phí vận chuyển cao này, và rủi ro hư hỏng, dập nát hàng hóa, hoặc là khó khăn về việc bảo hành, đổi trả khi shop giao không đúng như yêu cầu, hoặc là những sản phẩm về điện tử nó có vấn đề hỏng hóc. Vậy làm thế nào để giải quyết những vấn đề này? Câu trả lời đó chính là dịch vụ thanh toán hộ theo hợp đồng xuất nhập khẩu và vận chuyển chính ngạch. Dịch vụ này được cung cấp bởi Hoa Nam Logistics, giúp bạn giải quyết mọi rào cản khi mua hàng từ Trung Quốc. Với dịch vụ thanh toán hộ của Hoa Nam, bạn chỉ cần cung cấp thông tin về sản phẩm và nhà cung cấp. Dịch vụ của chúng tôi sẽ thay bạn liên hệ và thanh toán. Bạn không cần lo lắng về ngôn ngữ hay các hình thức thanh toán phức tạp nữa. Không chỉ giúp thanh toán bằng hợp đồng mua bán với nhà cung cấp, Hoa Nam còn tư vấn dịch vụ hoàn thuế cho các bạn với đơn hàng trên 5 vạn. Sẽ được hoàn từ 8 đến 9% thuế. Ngoài ra, Hoa Nam Logistics còn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn. Bạn sẽ nhận được hàng tận nơi mà không cần phải lo lắng các thủ tục phức tạp hay rủi ro vận chuyển. Và nếu bạn là những người mới xem video của kênh Hoàng Ngọc thì cho Hoàng Ngọc được xin phép giới thiệu về bản thân mình. Hoàng Ngọc là CEO của Hoa Nam Logistics, có kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực mua hàng và nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua con đường chính ngạch. Với sứ mệnh là giúp cho hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam đồng hành kiến tạo thịnh vượng cùng họ, chúng tôi sẽ cung cấp những giải pháp để giải quyết vấn đề cho các bạn. Nếu các bạn mong muốn kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua phần mô tả ở dưới video này hoặc là phần bình luận. Hoàng Ngọc và ekip có thể hỗ trợ bạn tốt nhất nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng nói về lợi ích khi sử dụng dịch vụ thanh toán hộ. Thứ nhất thì nó tiết kiệm thời gian này và công sức của bạn. Bạn không cần phải tự mình tìm hiểu xử lý mọi thủ tục khi mua hàng. Thứ hai là giảm thiểu rủi ro. Dịch vụ thanh toán hộ của Hoa Nam có chính sách bảo hiểm, tính minh bạch của nguồn tiền và đảm bảo quyền lợi cho đối tác. Rất nhiều những trường hợp tiền bẩn dẫn đến khóa tài khoản hoặc rủi ro về pháp lý như kiểu mời lên công an để điều tra, bị tạm giam, bị phong tỏa tài khoản đã gặp khi các bạn dùng nguồn tệ không minh bạch, không rõ được nguồn gốc. Hãy nhớ, chỉ có người bán mới biết được thực sự nguồn gốc của dòng tiền đó là tiền từ đâu. Còn nếu mà bạn đã phải mua phải những trung gian, mua qua những trung gian đổi tệ, thì chính bản thân những trung gian đó, họ không biết được rằng tiền họ đang bán cho bạn là tiền bẩn, tiền sạch. Chỉ có những người có nguồn tệ đảm bảo như tệ xuất nhập khẩu từ những
hợp đồng xuất nhập khẩu giống như công ty của Hoa Nam Logistics thì mình có thể đảm bảo được nguồn tiền cho bạn là 100% là nguồn tệ đảm bảo. Thứ ba, lợi ích thứ ba của việc thuê nhóm hộ đó chính là chi phí vô cùng hợp lý. Mặc dù bạn phải trả một khoản phí dịch vụ nếu giá trị tổng giá trị đơn một lần gộp thanh toán hộ của bạn là dưới 1 vạn, một số phí là 50.000, nhưng mà so với việc bạn phải xử lý tất cả, bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng dịch vụ thuê hộ là một việc hoàn toàn xứng đáng. Hoặc nếu tổng giá trị đơn hàng thanh toán của bạn, nhiều đơn cùng thanh toán một lúc của bạn trên 1 vạn thì bạn sẽ không mất phí dịch vụ này. Hy vọng qua video này bạn đã rõ hơn về lý do tại sao các chủ shop ở Việt Nam lại chọn dịch vụ thanh toán hộ để mua hàng từ Trung Quốc về. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Hoàng Ngọc để không bỏ lỡ bất kỳ những video hữu ích nào tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.